Những ngày gần đây, anh Nguyễn Ngọc Trí, 36 tuổi, ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, cho hoạt động thử nghiệm thành công chiếc máy hút lúa do anh chế tạo. Người thợ cơ khí này cho biết, mùa gặt, lượng lúa phơi phóng rất nhiều, trong khi gia đình Trí neo người nên khá vất vả. Điều này thôi thúc anh nghiên cứu, sáng chế ra chiếc máy hút lúa này. Chiếc máy tự lăn chậm chậm trên đám lúa đang phơi, trục xoắn bằng kim loại phía trước, cuộn lúa đẩy vào miệng chiếc ống có diện tích 14 cm. Lúa được hút lên, phân ra hai cái phễu bên trên, chảy vào các bao đựng đã được ghim chặt vào các thanh kim loại. Cứ gần một phút, chiếc máy hút được một bao lúa khoảng 70 kg. Nếu có hai người cùng tham gia thay bao rỗng, đưa bao lúa đầy khỏi máy thì chỉ cần tăng ga là tốc độ hút lúa của máy sẽ nhanh hơn. Rất sạch, nhanh. So với là người là một cái máy này nó làm là khoảng 3 người là hút theo. So với đấy là cái máy nó nhanh hơn. Từ nhận xét về máy hút lúa của mình, anh Trí nói còn một số khiếm khuyết như hình thức còn thô, hơi lớn, dài 1,5m, rộng 1,2m, cao 1,7m. Vẫn còn một đường lúa nhỏ máy chưa thể hút hết, nên anh cần thêm thời gian để hoàn thiện.